nay thì Ngân sẽ dẫn mọi người đi tham quan cửa hàng nha. Sẵn tiện thì Ngân sẽ báo giá một vài dòng xe giữa tháng 9 của cửa hàng bên Ngân nha. Mọi người cùng theo chân Ngân nha. Ngay trung tâm cửa hàng thì có dòng Vision nha mọi người. Vision hiện tại thì đang rất là giảm giá luôn nha mọi người. So với tháng trước thì Vision đã giảm rất là nhiều rồi, giảm tận gần 20 triệu á mọi người. Một điểm trừ là tuy là cái dòng Honda nó đã loại trừ ba màu của ba phiên bản trước, nhưng mà bên cửa hàng mình đã lên màu 3D cho các bạn tha hồ lựa chọn nha mọi người. Giá hiện tại chỉ từ 38 đến 40 triệu thôi nha. Tiếp theo không thể bỏ lỡ đó chính là dòng xe GTR nhập khẩu của cửa hàng mình. Hiện tại thì giá đang giảm đến 4 đến 5 triệu luôn. Mọi người nhanh tay đến cửa hàng, chỉ cần trả trước từ 5 đến 7 triệu là mình mua được rồi nha. Với dòng xe nít thì giá hiện tại từ 60 triệu. Mọi người chỉ cần đem chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân bằng lái xe đến là mình có thể mua xe được rồi. Chỉ cần trả trước 10 triệu thôi mọi người là mình có thể lên xe được về rồi nha. Bên cạnh đó thì dòng Sachi mọi người cũng như vậy thôi. Mua góp chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Giá xe hiện tại đang rất là giảm, mọi người chỉ cần mang đến 7 triệu là mình có thể trả trước được rồi. Giá xe hiện tại từ 55 triệu nha mọi người. Raider thì giá hiện tại đang rất là hấp hơn cả Sachi luôn mọi người ơi. Mình chỉ cần trả trước từ 3 triệu thôi là mình có thể mua xe được rồi. Hồ sơ thủ tục rất là nhanh chóng, dễ dàng luôn. Ngoài ra thì bên mình có hỗ trợ nợ xấu vẫn mua được xe nha mọi người. Hồ sơ thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân bằng lái xe là mình đã mua được rồi nha mọi người. Giá xe hiện tại từ 48 triệu thôi. Mọi người nhanh tay đến ngay cửa hàng xe máy Thắng Miền Tây 2 để sở hữu ngay em đó nha. Ngoài những quà tặng của cửa hàng dành cho khách hàng khi mà mình mua xe thì cửa hàng mình còn có chương trình vòng quay may mắn nha mọi người. Khi mà mình quay xe mình sẽ được quay vòng quay may mắn với các món quà rất là giá trị nha mọi người. Quay là có quà ngay tại chỗ luôn nha mọi người ơi. Phần quà nhận ngay liền tay luôn. Ngoài ra thì khi mà mình mua các dòng xe giống như là Winner hoặc là GTR, CR, CBR hoặc là R15 mình sẽ được tặng điện thoại nha mọi người. Điện thoại trị giá từ 5 triệu nha mọi người ơi. Mọi người nhanh tay đến ngay cửa hàng xe máy Thắng Miền Tây 2 tại địa chỉ Tân Hóa, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Nguyên, Bình Dương. Liên hệ ngay số điện thoại ở đây để gặp Ngân tư vấn cho mình nha mọi người.